thể ăn hùng chúng ta và cảm ơn một sự trình bày rất hay, rất tuyệt vời. Một là người em của chúng dễ cũng là người đến để chúc mừng. Cảm ơn chàng pháo tay đến từ quý vị trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin được kính mời và giới thiệu tình hạt đến từ anh Văn Thanh của Huy để chúc mừng hạnh phúc cho đoàn đại hôm nay. Anh Văn Thanh cùng gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quy, nhạc phẩm Chân Tình trong ngày phúc. Xin được kính mời tình cảm đến từ anh Nguyễn Văn Thanh của Huy. Cảm ơn chàng pháo tay đến từ quý vị phát quý rất nhiều. Anh còn nói rằng gái Gia Lai mà gặp trai Quảng Bình thì anh cũng sẽ có vui để chúc mừng cho hạnh phúc hôm nay. Xin được cảm ơn, kính mời. Chúng tôi hạnh phúc các cháu có tên sự kiện đó, đặc biệt là tình của đặc biệt là tình liên quyền.